Buổi trước thì chúng ta đã học về bài number, bài số. Khi cô nhận xét là bài tập của các em làm rất là tốt, được cả từ toàn bộ đều là trên 8 điểm hết. Những bạn đã gửi bài cho cô chấm thi đều trên 8 điểm, còn những bạn chưa gửi thì cô vẫn thi chữ thì là chưa có điểm. Vì buổi trưa là do trục trặc thời tiết thì chúng ta đã nghỉ sớm hơn bình thường 3 phút cho đến hôm nay, thì cô sẽ dạy thêm 3 phút cho các em khi chúng ta làm 10 giờ mới nghỉ nhé cả lớp. Cả lớp nghe rõ nhá, 10 giờ mọi người nhá. Các bạn Yeah. tránh, các bạn không được áo ra sớm, nếu bạn nào áo ra sớm thì chúng ta sẽ mất điểm, được chưa? Giờ chúng ta sẽ học bài tiếp của mover 2 test 1. Bài nghe. Now on class write down fast 3 in your notebook. Bây giờ cả lớp viết phân bá vào vở, viết cạnh đây. Các bạn kể cái bảng này vào vở cũng được. In this part you can hear twice. Ở phần này thì các bạn sẽ được nghe 2 lần. After listening, you write out answer in the notebook. Sau khi nghe xong 2 lần, các bạn viết câu trả lời vào vở and send it to my Zalo. Sau đó gửi vào Zalo cho cô để được chấm điểm. 5 minutes for you write down past 3. 3 phút cho các bạn viết. 5 minutes. 5 phút cho các bạn viết phân bá vào vở. Part 3. Các bạn có nghe rõ không? Dạ có. Rồi. Dạ có. Rồi bắt đầu nào. Look at the pictures. What did Vicky do last week? Listen and look. There is one example. Hello, Vicky. Did you have a good holiday last week? Yes, thanks. It was great. What did you do? Well, on Saturday, we went to the zoo. We saw a lot of animals there. Can you see the line from the word Saturday? On Saturday, Vicky went to the zoo. Now you listen and draw lines. One. What did you do on Friday? We went to the cinema, I think. Did you? Yes, that's right. It rained that day. Was it a good film? Yes. It was about animals in the jungle, and it was funny. Two. Did you have a picnic when you were on your holiday? Yes. We took one to the beach. Which day was that? Tuesday, I think. That's right. Tuesday. Three. And I went swimming in the sea one day. Was that on Sunday? It was very sunny that day. No, it was on Monday. Oh, did you enjoy it? Yes, and my mum swam with me, and our dog. Four. And did you go to the forest too? Yes, on Wednesday. We had another picnic there. We sat near a river. Wow. Yes, our dog loved swimming there. Did you go in the water too? No, it was too cold. Five. And where did you go on Thursday? On Thursday, it rained and rained, so we didn't go out. What did you do then? I watched TV.
What did you see? Only an old film about an elephant. I didn't enjoy it. It was boring. Oh. Now listen to part three again. Saturday, Vicky went to the zoo. Now you listen and draw lines. 1. What did you do on Friday? We went to the cinema, I think. Did you? Yes, that's right. It rained that day. Was it a good film? Yes. It was about animals in the jungle, and it was funny. Two. Did you have a picnic when you were on your holiday? Yes. We took one to the beach. Which day was that? Tuesday, I think. That's right. Tuesday. Three. And I went swimming in the sea one day. Was that on Sunday? It was very sunny that day. No, it was on Monday. Oh, did you enjoy it? Yes, and my mum swam with me, and our dog. Four. And did you go to the forest too? Yes, on Wednesday. We had another picnic there. We sat near a river. Wow. Yes, our dog loved swimming there. Did you go in the water too? No, it was too cold. Five. And where did you go on Thursday? On Thursday, it rained and rained, so we didn't go out. What did you do then? I watched TV. What did you see? Only an old film about an elephant. I didn't enjoy it. It was boring. Oh. Okay, now you have heard part three. Now you write down answer in your notebook and send it to me. Tập là em vừa được nghe sóng thông báo để cho các em biết có trả lời và gửi nó cho cô. Gửi riêng như cô hay là gửi trong nhóm cô? Gửi riêng em nhé. Dạ. Cô một em đang đặt án gì? Quên chưa cô có trả lời. Hương nào? Nguyễn Hương. Em thưa cô đó là một là đáp án sẽ. À, khoan cho tôi. Đợi cô một tí. Ở lại, khoan like nhé. Chúng ta like nhé. Chúng ta nghe để trả lời. Can you see the line from the word Saturday? On Saturday, Vicky went to the zoo. Now you listen and draw lines. 1. What did you do on Friday? We went to the cinema, I think. Did you? Yes, that's right. It rained that day. Was it a good film? Yes. It was about animals in the jungle, and it was funny. Hương, trả lời nào. Em vừa nghe được thương mại em. Được có. Monday là nội vị sĩ. Không, cậu vừa rồi, cậu vừa mọi bạch ấy. Cô nghe, vừa rồi cậu là của cô ả. Cô vừa, đây, cậu vừa rồi mọi bạch là question one. Nào, em nghe lại nhá. What did you do on Friday? Vicky went to the zoo. Now you listen
and draw lines. 1. What did you do on Friday? We went to the cinema, I think. Did you? Yes, that's right. It rained that day. Was it a good film? Yes. It was about animals in the jungle, and it was funny. Hơn trả lời nào. What day did you listen? Em vừa nghe được thứ mấy? Nghe được thứ sáu ạ. Thứ sáu, Friday. And what activity Vicky did on Friday? Vicky đã làm gì vào thứ sáu? Vicky went to the cinema. Cinema. So, what? Which answer did you choose? Vậy em chọn đáp án nào? Thưa cô, đó là đáp án F. F. Cô ơi, cô. Ơi. Nắng trời thì cô chỉ chưa bơ rã dơ mà nó nổ mặt rồi cô. Ờ, em cô gì ơi. Các bạn có thấy gì khác với màn hình không? Dạ không ạ. Không ạ. Bình thường mà em. Chắc là tai máy em nó hơi chậm hơn với các bạn ấy. Dạ có cô ạ. Em thấy gì? Em được có là em thấy cái màn hình cảm mà chỉ bơ rã cho anh em như có. À, đây là bài của buổi trưa đúng không? Phá tủ đúng không? Không, mấy giờ em cho cái màn hình, em không cho cái màn hình cái này làm có ạ. Ờ, rồi. Thấy chưa? Thấy không? Mày bàn. Cái chưa có. Em thử vào rồi, em thử ra rồi vào lại xem nào. Cả lớp thấy đến màn hình là có thể phá tủ hay là phá tủ? Phá tủ three. Ờ, ok. Rồi. Okay. Em cho nó có ạ. Ừ. Now on class, listen again. Bây giờ chúng ta nghe lại và phân tích nhé. Thank you, Hương. 1. What did you do on Friday? 1. What did you do on Friday? Bạn đã làm gì vào thứ sáu? We went to the cinema, I think. We went to cinema, I think. Chúng tôi đã tới rạp xem phim. Tôi nghĩ vậy. Did you? Did you? Có phải vậy không? Yes, that's right. Yes, that's right. Vâng, đúng vậy. It rained that day. It rained that day. Hôm đó thì là mưa. Was it a good film? Was a good film? Đó có phải là một bộ phim hay không? Yes. It was about animals in the jungle, and it was funny. Yes, đúng vậy. It was about animals. Nó là về những loài động vật in the jungle, ở trong rừng. And it was funny. Và nó thì rất là vui, và hài hước. Vui, hài hước. So, Friday, we two went to the cinema. F. Vậy, thứ sáu chúng ta chọn là đi xem phim. Đáp án F. Now, question 2. 2. Did you have a picnic when you were on your holiday? Yes. We took one to the beach. Which day was that? Tuesday, I think. That's right. Tuesday. Now, who can answer question 2? Bạn nào có thể trả lời cho cô câu hỏi số 2 nào? Câu hỏi vừa nghe lặng nghe đấy. Vẫn sao, please? Câu hỏi có vừa phạt đấy. Yeah, teacher. Tuesday. Tuesday. Yeah, Tuesday. What activity Vicky do on Tuesday? Vicky đã làm gì vào thứ ba? Vicky had a picnic on beach. Have a picnic on beach. It's the right answer.
So you two, the answer. Vậy em chọn đáp án nào? A. A. Right. Now we listen again. Sao em? Câu hai. À đúng rồi. Oh, sorry. Xin lỗi. A. Children. Now we listen again. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. It was about animals in the jungle, and it was funny. Two. Did you have a picnic when you were on your holiday? Did you have a picnic when you were on holiday? Có phải bạn đã có một chuyến ra ngoài vào kỳ nghỉ của bạn hay không? Yes. Yes. Đúng vậy. We took one to the beach. We took one to the beach. Chúng tôi đã tới một bãi biển. Which day was that? Which day was that? Đó là vào thứ mấy? Tuesday, I think. Tuesday, I think. Tôi nghĩ là thứ ba. That's right. That's right. Đúng vậy. Tuesday. Tuesday, thứ ba. So, we two. A. Tuesday, have a picnic. A. Now we listen part question 3. Bây giờ chúng ta lắng nghe câu số 3. Tiếng nhỏ hả các em? Tiếng có nhỏ không các bạn? Có. Rồi, để có tìm chuyện lại. Now you listen question 3. Bây giờ các bạn nghe câu hỏi số 3 nhé. 3. Có hơn chứ các bạn? Yeah. And I went swimming in the sea one day. Was that on Sunday? It was very sunny that day. No, it was on Monday. Oh, did you enjoy it? Yes, and my mum swam with me, and our dog. Now who can answer? Bạn nào thể trả lời nào? Có cô chị em nghe la mình chị cũng có. Ok, nghe la nha. 3. And I went swimming in the sea one day. Was that on Sunday? It was very sunny that day. No, it was on Monday. Oh, did you enjoy it? Yes, and my mum swam with me. And our dog. Now, who can answer? Anh Đức, please. Anh Đức nào? Yes, teacher. Monday. What day? Okay, Monday. What? Which answer did you choose? Em chọn đáp án nào? Yes, teacher. B. B. C. 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 Why you choose C? Tại sao em lại chọn là đáp án C? Cô nghe có cả Sunday đúng không? Em có nghe được Sunday không? Đức. Em thấy có là em nghe nói là có phải bạn đi bơi vào chủ nhật không? Đúng rồi. À, không phải vào thứ hai. Ok. Good job. Đúng rồi. Now we'll sing again. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. One day. That's funny. Hey. Yes. We took one to the beach. Which day? 3. And I went swimming in the sea one day. And I went swimming to the sea in the sea one day. Tôi đã đi bơi một ngày ở biển.
Was that on Sunday? Was that on Sunday? Có phải vào chủ nhật không? It was very sunny that day. It was sunny that day. It was very sunny that day. Nó trời thì rất là nắng đẹp vào ngày hôm đó. No, it was on Monday. No, không. It was on Monday. Nó thì vào chủ nhật. Nó thì vào thứ hai. Monday, thứ hai. Oh, did you enjoy it? Oh, did you enjoy it? Bạn có thích nó không? Yes, and my mum swam with me. And our dog. Yes, and my mom swam with me. Vâng, mẹ của tôi bơi cùng tôi. And our dog. Và chú cún của chúng tôi. So, Monday we to sea. Went swimming on sea. We next to question 4. Chúng ta đến với câu số 4. Four. And did you go to the forest too? Yes, on Wednesday. We had another picnic there. We sat near a river. Wow. Yes, our dog loved swimming there. Did you go in the water too? No, it was too cold. Who can answer question 4? Bạn nào có thể trả lời câu số 4 cho cô nào? Thu Hiền, please. Yes, teacher. Cô giấy. Tại gì cô giấy em? What cô... did you hear? Em nghe được thứ mấy? Câu số 3. Wednesday. Số 3 là Wednesday. What activity did you do on Wednesday? Bạn viết ký đã làm gì vào thứ ba? Bạn đi bơi. Đi bơi ở đâu? Ở đâu em? Ở... What quick answer did you do? Em chọn có trả lời nào? A, B, O, C, D, E, F. Câu sấy. C. Went swimming on sea. Câu sấy là ở câu 1 đấy đâu em? Đáp án sấy ở câu 1 đấy rồi. Ok, thank you. Mời bạn Phạm nào. Ngọc Dung, please. Ngọc Dung nào. Ngọc Dung. Em thưa cô là bé. À dễ. What day did you hear? Em nghe được thứ mấy nào? Em thưa cô là em nghe được Wednesday, thứ tư. So, what activity Vicky do on Wednesday? Bạn Vicky đã làm gì vào thứ tư nào? Ngọc Dũng. Bạn theo cô là đáp án dễ. Các bạn nào? Rồi, mời em Hà tại chỗ nào. Thu Hiên, Hà tại chỗ được cô nào. Bạn nào có câu trả lời giơ tay nhá. Vấn Sáng, please. Vấn Sáng nào. Yeah, teacher. Cô, em nghe được thứ tư. Which answer did you choose? Em chọn. Đáp bạn nào? Đi.
D. Vicky had a picnic near river. Near river. Why you should answer D? Tại sao em lại trả lời là chọn câu trả lời là đáp án D nào? Tại em nghe thấy picnic near river. Picnic near river. Okay. Now we listen again and check. Bây giờ chúng ta nghe lại và kiểm tra xem bạn vẫn sáng có tròn là tròn đúng chứ nhá. 4. And did you go to the forest too? Did you go to the forest too? Và có phải bạn đã đi tới một khu rừng, cũng đi tới một khu rừng phải không? Yes. Yes, đúng vậy. On Wednesday, vào thứ tư. We had another picnic there. Chúng tôi có một buổi dã ngoài khác ở đó. We sat near a river. Chúng tôi đã ngồi kệ bên một dòng sông. That's right. Wow. Yes, our dog loved swimming there. Our dog loved swimming there. Chú cún của chúng tôi thì rất thích bơi ở đó. Did you go in the water too? Did you go in the water too? Bạn cũng xuống nước phải không? No, it was too cold. No, it was too cold. Không, nước thì quá lạnh. So, we should answer D for Wednesday. Vì vậy chúng ta chọn đáp án D cho ngày thứ tư, đó là có một buổi picnic gần một dòng sông. Okay, we move to the next question. Chúng ta trở lại câu hỏi tiếp theo. Five. And where did you go on Thursday? On Thursday, it rained and rained, so we didn't go out. What did you do then? I watched TV. What did you see? Only an old film about an elephant. I didn't enjoy it. It was boring. Oh. Who can answer question 5? Bạn nào có thể trả lời câu hỏi nào? Mời Cảnh đồng anh nào. Yes, teacher. What day did you listen? Em đã nghe được thứ mấy? Thứ mấy em? The what was TV? Nó có bé ạ. No. What day? Thứ mấy? Em nghe được thứ mấy? Nghe thứ. À. Thứ tư. Thứ năm. Thursday. And what activity Vicky do on Thursday? Vicky đã làm gì vào thứ tư nào? Thứ năm nào? Có TV ạ. B. Why you choose B? Tại sao em cho anh đặt ảnh B? What did you hear? Em nghe được gì? Em đã nghe được gì? Thông tin gì mà sao lại cho anh là ảnh B nè? Mình nghe là thông tin gì? Giờ nghe lại lần nữa nha. Một bật em nghe lại lần nữa nha. 5. And where did you go on Thursday? On Thursday, it rained and rained, so we didn't go out. What did you do then? I watched TV.
What did you see? Only an old film about an elephant. I didn't enjoy it. It was boring. Oh. Part 3. Oh, so what did you hear Vicky do on Thursday? Em nghe được bạn Vicky làm gì vào thứ năm đó? What TV? Tại sao là what TV? Mà không phải là đáp án hạng đâu. Ngày trung cầu là bạn Vicky muốn gọi TV vào thứ năm. Tại sao bạn lại là không ra ngoài nào? Lý do gì tại sao là không ra ngoài vào thứ năm? Tại sao không ra ngoài đi chơi với lại xem TV vào thứ năm? Vì thứ năm có bộ phim rất hay. No, it's not right. Không đúng. Who can help? Thành đồng nào. Bạn nào có thể giúp anh Thành đồng nào? Ngọc Dũng có câu trả lời phải không em? Ngọc Dũng. Tên sáng của cậu trả lời đúng không? Phải không tên sáng? Dạ. Ok. On Thursday, Vicky watch TV. Đúng rồi, là vào thứ năm bàn Vicky xem TV. But why Vicky not go out and watch TV? Tại sao bàn Vicky không ra ngoài mà lại xem TV? Tại sao? Bây giờ cả lớp nghe lại lần nữa nhé. Ra chỗ có câu trả lời nhé. Yes. Our dog loved swimming there. Did you go in the water too? No. 5. And where did you go on Thursday? On Thursday, it rained and rained. So we didn't go out. What did you do then? I watched TV. What did you see? Only an old film about an elephant. I didn't enjoy it. It was boring. Oh. Okay. Why Vicky stay at home and watch TV on Thursday? Duy Quang, please. Duy Quang nào. Nên cô là Thursday. Ok, Thursday. What activity? Watch TV. Ok, watch TV. Why you choose that answer? Tại sao em lại chọn đáp án đó? Vì em nghe được là bạn xem TV có. And another information? Các phần thông tin khác. Em có nghe được thông tin khác gì nữa không? Không có. Một bài dài như vậy không nghe được. Another. Cô muốn hỏi lý do tại sao bạn Vicky lại ở nhà xem TV mà không ra ngoài. Có thông tin trong bài mà em. Hương, please. Cô cho nghe là đi cỡ. Another. Anh Đức, please. Nghe chích chờ. Bởi vì là bên ngoài là trời mưa lành. Rồi. If it rain and rain and Vicky didn't go out. Trời mưa và mưa. Cho nên Vicky không muốn ra ngoài. Nghe lại nào. Các bạn khi nghe bài ngoài các thông tin, ngoài nghe được đáp án ra thì các bạn phải đưa ra cho cô được thông tin tại sao lại chọn đáp án đó. Đó là điều quan trọng.
tattoo? No, it was too cold. Five. And where did you go on Thursday? And where did you go on Thursday? Và bạn đã đi đâu vào thứ năm? On Thursday, it rained and rained. On Thursday, it rained and rained. Vào thứ năm, trời mưa và mưa. Ý là mưa rất là to đấy. So we didn't go out. So we didn't go out. Vì vậy, chúng tôi không ra ngoài. What did you do then? What do you do then? What did you do then? Và bạn đã làm gì tiếp theo? I watched TV. I watched TV. Tôi đã xem TV. What did you see? What did you see? Bạn đã xem cái gì? Only an old film about an elephant. Only an old film about an elephant. Only an old film. Chỉ là một bộ phim cũ. About an elephant. Về một con voi. I didn't enjoy it. I didn't enjoy it. Tôi không thích nó. It was boring. It was boring. Nó thì rất là nhàm chán. Oh. Rồi. So, Thursday we should be. Đây. Đây là toàn bộ câu trả lời của phần 3. Các bạn ghi câu trả lời vào vở. Bạn nào sai thì chữa bài vào vở cho cô. Bạn chữa bài xong chưa? Dạ. Bạn chữa bài xong chưa? Ok. Ok. Yes. Ừ. Ok. Tối cố nãy mà về sống rồi, chữa bài rồi thì giữ hiệu ứng cho ta em có. Thì bỏ hiệu ứng, à đúng rồi, nếu em viết bài sống rồi thì giờ tay lên để cố biết. Now we move to part 4. Listen and choose A, B or C. Lắng nghe và chọn đáp án A, B hoặc C. In this part, there are 5 questions. Còn 5 câu hỏi trong phần này. Now you write down part 4 in your notebook. Giờ em viết phần 4 vào trong vở. 5 minutes for you. 5 phút cho các em. And when you finish, raise your hand. Khi nào các em viết xong thì giơ tay lên cho cô. What did Peter do yesterday? What did you do yesterday, Peter? I played basketball. Do you like basketball more than baseball? Yes, I do. I don't like baseball. Do you like it? No, soccer's best. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What did Jill have for lunch? Did you have a good lunch, Jill? Yes, it was okay. What did you have? I had some soup. Only soup? No, I had an apple after the soup. Oh. I had some sandwiches and a cake. 2. Where does Bill live? Where do you live, Bill? I live next to the playground and a shop. A toy shop? No, a bookshop. Do you like reading? Yes, I do. 3. What did Jim's grandmother give him for his birthday? Was it your birthday last week, Jim? Yes, it was. Did you get any presents?
Yes, I did. I got a new bike from my grandmother, some CDs and a sweater. Did your parents give you the CDs? No, they gave me the sweater. And who gave you the CDs? My grandfather. 4. Where is Mary going? Are you going to town, Mary? Yes, I am. Are you going to the library? No, I'm going to the cinema. The ABC cinema? No, the park cinema. Oh, enjoy the film. Thanks. 5. Which is Daisy's new pet? I got a new pet yesterday. Another dog? No, my dad didn't want another dog. So what did you get? I wanted a rabbit, but the shop didn't have any. So what did you get? A parrot. 'Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What did Jill have for lunch? Did you have a good lunch, Jill? Yes, it was okay. What did you have? I had some soup. Only soup? No, I had an apple after the soup. Oh. I had some sandwiches and a cake. 2. Where does Bill live? Where do you live, Bill? I live next to the playground and a shop. A toy shop? No, a bookshop. Do you like reading? Yes, I do. 3. What did Jim's grandmother give him for his birthday? Was it your birthday last week, Jim? Yes, it was. Did you get any presents? Yes, I did. I got a new bike from my grandmother, some CDs and a sweater. Did your parents give you the CDs? No, they gave me the sweater. And who gave you the CDs? My grandfather. 4. Where is Mary going? Are you going to town, Mary? Yes, I am. Are you going to the library? No, I'm going to the cinema. The ABC cinema? No, the park cinema. Oh, enjoy the film. Thanks. 5. Which is Daisy's new pet? I got a new pet yesterday. Another dog? No, my dad didn't want another dog. So what did you get? I wanted a rabbit, but the shop didn't have any. So what did you get? A parrot. Now listen to part 4 again. 1. Okay, you have heard part 4. Now you write down answer in your notebook and write it to me. Hữu Quyên, em đi đây chưa? Em đã gửi cô ạ. Em đã chụp lên anh được. Sáu quên không? Chụp like gửi cô nhé. Nhớ nha, sáu quên không? Chụp like gửi cô. Cô ơi, cô. Cô, cô. Ơi em. Cô nghe anh nghĩ là một lần nữa đi cô. Không em ơi, bài này quy định chỉ được nghe hai lần em ạ. Em chưa nghe rõ là chúng ta chữa bài. Tôi nghe lại nhá. Dạ cô.
Chụp lại rồi cho có chưa có? Ừ em. Có ơi có. Có. Ơi em. À, em làm xong rồi nữa, em chụp trong gia lộ đây thì em chưa gửi mà là em làm rồi rồi em gửi nó cho ngô chấm điểm nha em ngay ngô. Em gửi cả đây cho nó bạn cho cô nhé. Dạ. Yeah. Em gửi đây vậy là đáp án đó. Đây, đây rồi em phải ngay. Nó được, yeah. Cho em gửi cho cô là cô chậm. Rồi em gửi đã đó cô à. Khoan không ạ, ngô nè. Ừ. Vậy chứ cô. Rồi có thầy rồi. Làm xong rồi gửi cho có chứ có. Đúng rồi. Cô ơi. Ơi em. Cho cô ấy nhỏ tỷ đó là vô lấy cho lớp học ấy. Thì gửi không có quên chỉ có trường nhỏ mới có nhận để gửi ở mô cô. Gửi cô ạ. Cô Huỳnh cứ bạn vào thẳng vào mấy cô để gửi cho cô đó. Mấy cô có vơ chia sẻ lính của buổi học ngay hôm nay đấy. Mình đi chậu mới học buổi đầu tiên nên không cho cái lính của cô ở đâu. Lính của cô... Cô gửi lính để xé buổi học đấy, chứ mấy cô có lính đán đó. Cô Huỳnh cứ vào. Hôm nay cháu vào buổi học thì cháu vào bằng đơn lính cô có xé mà. Cô Huỳnh cứ bấm vào đó để gửi cho cô. Hai nhí 6 điểm. Đức Bảo 10 điểm. Khánh Huyên 10 điểm. Văn Trang 10 điểm. Nguyễn Hương 6 điểm. Em mấy điểm có? Đây có chặn để lượt em nhé. Không ná 10 điểm. Dưới quá 10 điểm. Bạn bạn nào mới gửi cho cô đấy gửi đây đầy đủ, bạn nào còn đứng dùng dùng gửi đây đầy đủ cho gửi cho cô nhé. Em phải hoàn thành đây xong rồi mới gửi. Rồi.
làm bài thì cô mới chậm được. Mà chẳng lạc nơ, nghe chất like của bật nghe like cho kỹ nhé. Lạc nơ giữa vai bật là nghe, nghe cho kỹ nhé. Anh Kiệt ghi lại đầy đủ đây cho cô. Và làm đầy đủ. Anh Quân tạm điểm. Văn Minh 10 điểm. Mai Chi 10 điểm. Văn An 6 điểm. Phương Nhi 10 điểm. Ngọc Ảnh ghi đây đầy đủ. Rồi làm lại gửi cô. Anh thứ 2 điểm. Xanh xám 6 điểm. Quỳnh Chị 10 điểm. Bảo án 4 điểm. Thử quên 10 điểm. Thử quên 6 buổi học. Chụp gửi bài tập hôm nay gửi cho cô nhé. Cô nội bàn nào? Dạ. Cứ gửi bàn. Cứ gửi hỏi bài bàn là ai đấy? Quản chết nhá. Không ai được hỏi bài bàn hết. Từ làm. Bàn nào? Để có phát hiện một lần nữa có mơ đã khỏi lớp luôn. Hỏi cổ gia lộ em cũng là em gửi bạn được xin coi nha cổ. Em mới gửi ra lời cho cô đấy. Cô mới xin cho của cậu là chị có. Em gửi ra lời cho cô đi. Thử Huy ghi lại đây đây đủ cho cô. Thử Cường ghi lại đây đây đủ cho cô. Anh Kiệt ghi lại đây đầy đủ cho cô.
Con bạn nào muốn gửi bài nữa không? Anh Đức Mười. Con bạn nào gửi bài nữa không các em? Chúng ta chữa bài nhá. Thôi cho em đi cố rồi. Anh Kiệt 7 điểm có. Anh Kiệt ghi lại đây đây được chứ cô. Em thì ghi đáp án đấy. Cô không chậm nhá. Bạn nào ghi chữ đầy đủ đây. Cô không chậm. Anh Kiệt bổ sung đi. Hữu Cường cũng bổ sung lại bài đi. Bạn nào rồi đó, bạn nào? Sao em? Đây là chữ 3 nhé cả lớp. Câu 1 nào. Who can answer question 1? Quỳnh Chí, please. Là teacher, C. C. Why you do C? Tại sao lại cho anh đặt bánh xế nào? Em nghe được rồi. Do you have soap and apple? Do you soap have soap and apple? Okay. Now we listen again. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. What did Peter do yesterday? What did you do yesterday, Peter? Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What did Jill have for lunch? What did Jill have for lunch? Bạn Jill đã có cái gì vào cho buổi trưa? Có thức ăn gì sao cho buổi trưa? Did you have a good lunch, Jill? Did you have a good lunch, Jill? Có phải bạn đã có một bữa trưa tuyệt vời không, Jill? Yes, it was okay. Yes, it was okay. Đúng vậy, nó thì rất là tuyệt. What did you have? What did you have? Bạn đã có những gì? I had some soup. I had some soup. Tôi đã có vài món súp. Tôi đã có một ít súp. Only soup. Only soup. Chỉ một mình súp thôi sao? No, I had an apple after the soup. No, I had an apple after the soup.
Không, tôi có một quả táo, 6 món súp. Oh, I had some sandwiches and a cake. Và người đàn ông trả lời là, oh, I had some sandwiches and cake. Tôi có một vài chiếc sandwich và một chiếc bánh ngọt. So we choose C. Vì vậy chúng ta chọn đáp án C. Question 2. Câu hỏi số 2 nào. Văn Minh, please. Văn Minh. Em cho cô là B. Cô là B, em nghe được đáp án vậy. Nghe được gì? Em nghe được gì? Em nghe được đáp án B. Nhưng mà là nghe được cái gì? Em nghe được đáp án B là nghe được cái gì? Được rồi. Next to the bookshop. Next to the bookshop. And? Gì nữa? And the playground. Playground. Okay. Now we listen again. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. Two. Where does Bill live? Two. Where does he live? Where do you live, Bill? I live next to the playground and a shop. A toy shop? No, a bookshop. Do you like... Now, listen again. Two. Where does Bill live? Two. Where does Bill live? Bạn Bill sống ở đâu? Where do you live, Bill? Where do you live, Bill? Bạn sống ở đâu vậy, Bill? I live next to the playground. I live next to playground. Tôi sống kể với một cái sân chơi. And a shop. And a shop. Và một cửa hàng. A toy shop? A toy shop. Có phải là cửa hàng đồ chơi không? No, a bookshop. No, a bookshop. Không, đó là một cửa hàng sách. Do you like reading? Do you like reading? Bạn có thích đọc sách không? Yes, I do. Yes, I do. Vâng, tôi rất thích. So, question 2. We choose B. Question 3. Có bà nào? Quên, hai hai. Em coi của bà, em nghe cấp bài của. Cấp bài. Cô nghe được có chữ CD nữa mà. Tại sao lại cho anh bài? Tại sao cho anh bài? Cô nghe được chữ CD và Twitter nữa. Tại sao lại cho anh bài? Có nhớ bạn nói câu gì không? Không có. Another, bạn phạm nào. Mai chị, please. Mai chị nào. The teacher, I. A, why you choose A? I hear city. I can hear street. But why you choose A? Cô nghe được có cả CD, có cả Outwister. Tại sao em lại chọn đáp án A nè? Em nghe được câu gì nè? Câu gì mới để chọn đáp án A nè? Cô cho em nghe lại đúng không? Được rồi, nghe lại nhá. I had some sandwiches and a cake. Bookshop. Do you like reading? Yes, I do. 3. What did Jim's grandmother give him for his birthday?
Was it your birthday last week, Jim? Yes, it was. Did you get any presents? Yes, I did. I got a new bike from my grandmother, some CDs, and a sweater. Did your parents give you the CDs? No, they gave me the sweater. And who gave you the CDs? My grandfather. 4. Mà chị, tại sao lại cho anh lắp bài? Mà không cho nó CD, không cho nó Twitter. Vì sắm CD và ở sweater là người ta trong đọc trong câu hỏi lên nấu. No. Ok, now Wilson, cô cảm ơn nha. Được rồi. Bây giờ chúng ta nghe lại. Him for his birthday. Reading. Yes, I do. 3. What did Jim's grandmother give him for his birthday? What did Jim's grandmother give him for his birthday? Hey. Ba cụ Jim đã tặng cho anh ấy cái gì vào sinh nhật của anh ấy? Ba của Jim. Em cho em nhớ nhá. Ba của hỏi là hỏi ba của Jim. Phải nghe chính xác rằng ba của Jim đã tặng cho anh cái gì? Nghe chính xác mới tặng. Was it your birthday last week, Jim? What is your birthday last week, Jim? Có phải chủ nhật tuần trước là sinh nhật của bạn không, Jim? Yes, it was. Yes, it was. Vâng, đúng vậy. Did you get any presents? Did you get any presents? Có phải bạn đã có một số món quà phải không? Yes, I did. Yes, I did. Vâng, đúng vậy. I got a new bike from my grandmother. I got a new bike from my grandmother. Tôi có một chiếc xe đạp từ ba của tôi. Đấy. Bike from grandmother. Some CDs and a sweater. Some CDs and a sweater. Một vài cái đĩa CD và một chiếc áo dài tay. Did your parents give you the CDs? Did your parents give you a CD? Có phải bố mẹ của bạn đã tặng bạn những chiếc đĩa CD không? No, they gave me the sweater. No, they gave me sweater. Không, họ đã tặng cho tôi một chiếc áo dài tay. Vậy bố mẹ thì tặng áo dài tay, ba thì tặng chiếc xe đạp. And who gave you the CDs? And who gave you a CD? Vậy ai là người đã tặng bạn những chiếc đĩa CD? My grandfather. My grandfather. Ông của tôi đã tặng tôi những chiếc đĩa CD. Đó. This is a passport. Đấy là no. Wait. Is it on a question 3? Đó là câu trả lời của câu 3. A bike. Some city. Những chiếc đĩa CD from his grandfather. Từ ông của anh ấy. A sweater from his parents. Một chiếc áo dài tay là từ bố mẹ của anh ấy. Cho nên khi nghe bài thì có hỏi tại sao em lại chọn đáp án. Ví dụ tại sao em lại chọn đáp án A. Thì các em phải nghe được tại sao là chọn. Nhớ chưa? Rồi, question 4. Who can answer question 4? Đức Bảo, please. Đức Bảo. Question 4. Đức Bảo. Đức Bảo. Có bộ cho anh đi em. Who can answer question 4? Bạn nào đã lấy được của bộ nào? Duy Quang, please. Em có là em cho anh. Ê, xin mời. Xin mời.
Okay. Why you choose cinema? Tại sao lại cho anh ta ăn? Em nghe trong câu trả lời là em nghe cinema. Tại gì cinema? Hỏi câu gì? Hỏi câu gì mà trả lời là cinema? Nghe được câu hỏi là gì không? Gwen đi Marie Curie. Gwen Marie Curie cinema. Thế có câu gì? Em có nghe toàn bộ câu trả lời không? Bạn nào nè, bạn nào nghe được đầy đủ nói với cô nè. Ngoài chị nó mơ ra thì trong câu 4 con thực hiện thông tin gì mà tụi em bạn nào có thể trả lời cho cô nè. Cân sáng please. Cân sáng. Yeah. Trong câu số 4, ngoài chị nó mơ thì em nghe được có cái gì nữa? Nhưng giờ có là Pax. Ok nào. No. No Pax. No Pax in such form. Không có thông tin về Pax công viên ở câu 4. Ok, answer. Bạn nào có thể trả lời mà. Thế chúng ta nghe lại câu 4 có cái gì nhá. Có bạn nào không nghe được đấy? Kim ngân hai mươi có. Các bạn có nghe rõ không? Dạ yeah, có. Kim ngân không nghe rõ thì Kim ngân ra đây vào lại nhé. Hoặc là màng em yếu đấy. Now we listen again question 4. Bây giờ chúng ta nghe lại của bọn. Xem của bọn có cái gì nào. Where is Mary going? Where is Mary going? Bạn Mary đang đi đâu? Are you going to town, Mary? Are you going to town, Mary? Có phải bạn đang đi tới thành phố một thị trấn không, Mary? Yes, I am. Yes, I am. Vâng, đúng vậy. Are you going to the library? Are you going to library? Đấy. Xuất hiện library, thư viện. Có phải bạn đã đi tới thư viện không, Mary? Xuất hiện thư viện đấy. No, I'm going to the cinema. No, I'm going to the cinema. Không, tôi đến gặp xem phim. The ABC cinema. The ABC cinema. Có phải gặp chiếu phim ABC không? No, the park cinema. No, the park cinema. Không phải, đó là rạp chiếu phim công viên. Oh, enjoy the film. Oh, enjoy the film. Oh, vì vậy, oh, hãy tận hưởng bộ phim. Thanks. Thanks. Cảm ơn. Bạn đơn giản nghe được park, park cinema. Park đấy không có nghĩa là công viên. Park đấy nghĩa là tên riêng của cái rạp chiếu phim đó, là rạp chiếu phim đó tên là park chứ không phải là park này, không phải là park công viên này. Còn cái thông tin mà cô muốn các bạn nghe được là library, có đề cập đến library, có đề cập đến thư viện. Nhưng tại sao không đi tới thư viện thì bạn lại trả lời là no, go to the cinema. Và cinema cái gì, cái rạp chiếu phim gì? ABC cinema, là chữ viết ABC. Thế nên các bạn thì nghe, cố gắng nghe rõ các thông tin để khi câu hỏi các bạn đưa ra được câu trả lời chính xác hơn. Question 4, chú A cinema. Question 5, who can answer? Quỳnh Chi please. Quỳnh Chi, question 5. Yeah, teacher. D. D. Why you choose D? Tại sao lại chọn D? Trong bài em nghe được ngoài D là parrot. Con có con gì cho thầy ném?
Dạ con ở dock. Dock. Con có nào khác được không? Hay là hết rồi? Trong ba nghe được. Nghe được là con chó vì là con vẹt. Ờ, thế tại sao lại chọn con vẹt mà không lại không chọn con chó? Nghe được thông tin gì mà chọn con vẹt? Bà nãy vì hỏi là có phải là chỗ không? Bà nói là không. Không thì con vẹt hơn. Ok. And now we listen again. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. 5. Which is Daisy's new pet? Which is Daisy's new pet? Con vật nào là thú cưng mới của Mary? Mới, new pet, mới. I got a new pet yesterday. I got a new pet yesterday. Tôi đã có một con thú cưng mới vào ngày hôm qua. Another dog. Another dog. Một con chó khác phải không? No. No, không. My dad didn't want another dog. My dad didn't want another dog. Bố của tôi không muốn có một chú chó khác. So what did you get? So what did you get? Vậy bạn đã có con vật nào? I wanted a rabbit. I wanted a rabbit. Tôi muốn một con thỏ. A rabbit. Daisy muốn một con thỏ. But the shop didn't have any. But the shop didn't have any. Nhưng shop thú cưng thì không có thỏ. So what did you get? So what did you get? Vậy bạn đã có con vật nào? A parrot. A parrot. Một con vẹt. Trong bài này, trong câu hỏi này có đề cập cả another dog, một con chú chó khác. Nhưng dad didn't want another dog. Nhưng bộ của bạn ấy không muốn có một con chó. Tiếp theo, bạn ấy muốn I want another. Daisy muốn một con thỏ. But the shop didn't have any. Nhưng cái cửa hàng thì không có một chú thỏ nào hết. So she chose a parrot. Vì vậy cô ấy đã chọn một con vẹt. Trong ba đều xuất hiện đầy đủ ba con vật. Đó, dog, rabbit and parrot. Chó, thỏ và vẹt. Nhưng bà này chọn vẹt vì lý do là cửa hàng không có một con thỏ nào hết. Cho nên các em khi nghe bài cố gắng nghe đầy đủ được thông tin. It is the end of test 1. Đây là phần cuối cùng của test 1. Now we move to test 3, test 2. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phần hạng bài test 2. Còn 30 phút nữa, chúng ta sẽ học nốt. Đến 10 giờ chúng ta sẽ nghỉ. Test 2. I have some vocabulary in test 2. Tôi có một vài từ mới ở bài 2. Now you write down in the notebook. Bây giờ các em viết vào vở. 22 vocabulary. 22 từ. Viết vào vở. When you finish, raise your hand. Now các em viết xong thì giơ tay lên cho cô. Kim Ngân 20, Ngọc Dung, Duy Quang, Quyên 22, Mai Chi, Khánh Huyền, Văn An, Hải Thanh, Ngọc Anh, Anh Thư, Văn Sang, Quỳnh Chi, Khối Nguyên, Anh Kiệt, Hương, mở cao lên. Anh Kiệt và Phương Nguyễn là một có ạ. Ừ. Mở cao lên nha. Văn An mở cao lên. Khối Nguyễn mở cao lên. Quân Trí.
Mắt của ai tên Khôn Nguyên có? Con đấy Khôn Nguyên trong trong nhỏ. Write out vocabulary in your notebook. À, Mai Trang mời Trang đến cho tôi nhé. Hương, Quỳnh Chi, Mai Trang, Văn An mời Trang lên. Bạn nào không mời Trang lên có mời đã hơi lỡ nhé. Anh Kiệt mở cảm lên. Anh Kiệt với Phương Nguyễn là một. À.
mới với hai bạn hoàn thành, tất cả các bạn còn lại làm nhóm nào, việc nhánh nào? Con vừa đọc tới mới đi con. Now I read new word first. Bây giờ con sẽ đọc. One, clothing. 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 Two, hat. 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 Three, after. 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 Four, before. 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 Five, friend. 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 Six, boat. 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 Seven, fry. 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 Eight, boil. 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 Nine, lion. 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 Ten, thunder. 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 11, bread. 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 12, milk. 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 13, fruit. 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 Fourteen, pear, pear, pear. 15, bat, bat, bat. 16, leg, leg, leg. 17, next to, next to, next to. 18, leather, leather, leather. 19, sheep, sheep, sheep. 20, flower, flower, flower. 21, kite, kite, kite. 22, star, star, star. Now I read again. 1, clothes, clothes, clothes. 2, hat, hat, hat. 3, after, after, after. 4, before, before, before. 5, friend, friend, friend. 6, boat, boat, boat. 7, fry, fry, fry. 8, boil, boil, boil. 9, lion, lion, lion. 10, panda, panda, panda. 11, bread, bread, bread. 12, milk, milk, milk. 13, fruit, fruit, fruit. 14, pear, pear, pear. 15, bat, bat, bat. 16, leg, leg, leg. 17, next to, next to, next to. 18, leather, leather, leather. 19, sheep, sheep, sheep. 20, flower, flower, flower. 21, kite, kite, kite. 22, star, star, star. Now on class, close by, read by the tail. Bây giờ cả lớp đọc mic và đọc lại, tự đọc lại.
Which was difficult? You can tell me. Từ nào khó, các em có thể hỏi cô. Số 6. Boat. 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 Số 10. Thunder. 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 Số 2. Help. 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 Số 1. Clothes. 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 22. Star. 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 Số 3. After, after, after. Số 8. Boil, boil, boil. Số 11. Bread, bread, bread. Số 4. Before, before, before. Số 16. Like, like, like. Số 7. Try, try, try. Số 14. Fail, fail, fail. Số 4. Before, before, before. 17. Next to, next to, next to. 21. Kite, kite, kite. 18. Letter, letter, letter. Now I read again. Giờ cô sẽ đọc lại nhé. One, clothes. Two, help. Three, after. Four, before. Five, friend. Six, boat. Seven, fry. Eight, boil. Nine, lion. Ten, thunder. 11, bread. 12. Milk. 13. Fruit. 14. Pear. 15. Fat. 16. Like. 17. Next to. 18. Letter. 19. Sheep. 20. Flower. 21. Kite. 22. Star. Văn Nam read please. Văn Nam đọc nào. Văn Nam. Em gọi là closure. Close it. Close it. Help. 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 Upper. After. After. Now read again. After. Upper. After. After. Right. Before. 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 Right. Bầu, bầu. Số 5 nào. Số 5. Friend. 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 Số 6.
Bầu. Bột. Bột. Fly. Green. Fry. Fry. Tạm. Boil. 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 Lion. 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 Thunder. Thunder. Bread. New. Fruit. Fruit. Pen. Pen. Pear. Pear. Pet. Late. Like. Night too. Like. Net too. Net too. Bạn nào một đến bạn án ở im lặng cho bạn án học đi. Mười tám. Letter. Letter. Mười chín. Ship. 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 20. Flower. 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 21. Flower. 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 21. Kai. Kai. 22. Star. Star. Hữu quên. Briefly. Dear teacher, close it, have. Close it. Close it, have. After. Beaver, friend, bird, fly, boyer, lion, panther, panther, reed, mill, fruit, bear, pet, leg. Later, letter, ship, flower, sky, star. Good job. Now you read again. After. After. Nào, Hữu Cương. After. Hữu Quên. After. Before. 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 Okay, lion. Lion. Bread. Bread. Okay. Phương Nhi Ripley. The teacher. Cloudy. Close. Now, now, now. Close it. Close it. Mm. Head after farm fan burn freeze boil lion panda bread milk fruit pal pet list net to Let sheep flower kind star. Rồi, em đọc lại cho số 7 cho cô nào. Fry. Fry. Câu số 3 after. After. Số 4 before. Before. Okay. Now, Hữu Cường please please. The teacher, quarter, head, close, close, close,
hair, apple, berry, before, friend, boss, fry, boil. Lion. Hữu cưỡng cho các bạn đọc tiếp nhé. Em tắt mic đọc theo các bạn nhé. Lên hết nhé. Hạnh Huyên, Whistling. Em chưa đọc được ạ. Chưa đọc được từ nào? Đọc đi. Đọc in đến đâu có chỉ điểm. Từ đâu tiến? Mở mic lên. Complete. Close it. Help. After. Before it. Before. Friend. Fort. Fry. Bird. Lion. Boil. Lion. Panda. Bread. Milk, fruit, pig, pear. Nào, mới bỏ pear. Pear. Pet, nectar, letter, sheep, flower, kite, star. Bảo án viết gì? Letter, close it. Have after, before, friend, boat, fry, loyal, lion, banner, Bread, meal, fruit, best, light, nectar, lighter, letter, sheep. Flower, sky, star. Rồi. Nào bây giờ, hãy cho đôi chúng ta đọc điểm nhé. Các em đọc cho cô điểm của bài tập về nhé. Hôm trước cô chậm cho các bạn nhé. Hôm nay đó, chúng ta sẽ có 3 con điểm. Điểm bài tập về nhé, hôm trước có 2. Bài tập ngày hôm nay đọc xong thì chúng ta sẽ nghỉ, được chưa? Thầy bác